Đây, trên đây các bạn ơi, đó lô hàng bao cát trụ đứng cũng như là hàng áo tạ thể lực đó, rất là nhiều, găng tay boxing hàng của hãng ABZN và BN đó, còn hàng nhập khẩu nha các bạn. Đây đây cô thư ký xinh đẹp đó, nghe chưa. Rồi hôm nay mình về rất là nhiều để phục vụ cho anh em, bởi vì nguyên cái mùa dịch thì hàng nó khan hiếm rất là nhiều các bạn, nó bị chậm trễ và các bạn rất nhiều, các bạn hối thúc bên shop rất là nhiều và mình cũng rất là thật lòng xin lỗi các bạn, bởi vì hàng đợt này nó về rất là khó khăn. Còn bây giờ thì về rồi đây, ôi cẩn thận em, cái này áo tạ các bạn. Khi nào mà các bạn nào mà đã đặt hàng với shop mà hiện tại những cái hàng mà mình đi chưa được thì các bạn có thể liên hệ lại với shop với không số 077 số 7 số 8 999 thì để mình giải quyết những cái hàng mà trước giờ nó đang thiếu các bạn nha các bạn. Rồi còn cái hàng nào mà mình đã rà soát được thì mình có thể gửi trực tiếp cho các bạn luôn, ok chưa. Coi lụm cho đủ nha em. Đây đó, những cái này, cái đầu này là những cái đầu trụ trụ bao cát. Trụ bao cát mình về rất là nhiều bởi vì cái hàng này cũng là một trong những cái sản phẩm mà bên khách hàng rất là ưa chuộng để tập đấm đá boxing, tập tại nhà và chúng ta tập luyện không cần phải treo bắt, rất là tiện lợi cho nên khách ưa chuộng rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần đặt ở nhà, đặt tại nhà và chúng ta đấm thôi. Đây mình vào mình quay cận cho các bạn xem cái sản phẩm đó luôn ha. Đây các bạn, ăn vào đây với mình đi. Đây đây, cái bao cát trụ đứng là như thế này các bạn. Đây đó các bạn xem đi, cái bao cát trụ đứng này là chúng ta chỉ cần về và đổ nước hoặc cát vào đế này và bên trên là lưu hoàn toàn là những cái lớp mút rất là chuyên dụng của nó, đấm rất là êm. Đây, mình quan sát các bạn, mình có quay video review sản phẩm này rất là nhiều rồi, bạn nào có thể lên kênh YouTube của mình để xem lại những cái sản phẩm về trụ bao cát trụ đứng đó. Bao cát rất là khách hàng rất là ưa chuộng cái sản phẩm đó bởi vì cái độ tiện lợi của nó các bạn, cũng như là những cái bạn mới tập rất là ưa, ok ha. Đây, mình về rất là nhiều bởi vì cái hàng đó rất là đó. Như đây đủ phục vụ cho anh em ha. Rồi bạn nào quan tâm tới những cái sản phẩm của shop cứ liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại 077 67 68 999, ok ha.